Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Auto. Và hôm nay thì tiếp tục Minh Nhật Auto muốn mang đến cho anh em và bác một mẫu dây tín hiệu tới từ Mỹ anh em nhé. Và chắc chắn là nhiều anh em khi nhìn một phát là đã nhận ra rồi. Đây là dây tới từ hãng Kimber Cap. Đấy, thì trước thì em đã từng lên sóng cho anh em và bác một cái mã dây của Kimber nhưng nó là bản nhỏ, đúng không ạ? Và đợt này thì em về được thêm một cái bản to nữa cho anh em và bác xem. Đấy, bản này rất là to, bản này to gấp đôi bản cũ cơ. Đấy, thì hôm nay sẽ show luôn cho anh em nhìn cái bản to. Đây, anh em thể thấy đây. Đấy, đây cái bản to lõi này anh em này. Thôi từ từ. Bây giờ em sẽ tuốt cho anh em luôn cái mẫu mới. Đầu tiên là nói về cái lớp vỏ của nó đã anh em nhé. Em sẽ nói từ từ. Đấy. Đây, đầu tiên là cái lớp vỏ của nó là một lớp vỏ teflon chống nhiệt, chống va đập cực kỳ tốt và cái vỏ này rất là dai luôn anh em ạ. Đầu tiên anh sẽ đốt thử cho anh em nhìn. Đốt thử cho anh em nhìn. Đây, anh em cái bật lửa này thì nó đã quá to rồi, đúng không ạ? Bật lửa này đốt thì quá là to bỏng tay luôn. Em sẽ đốt cho anh em nhìn. Hầu như là khi mà đốt, đây em nhìn này, nó sẽ không bao giờ bị biến dạng luôn. Ví dụ đây mà là dây điện là biến dạng ngay, 100% là sẽ biến dạng ngay. Sờ bỏng ở tay này anh em này, sờ bỏng ở tay luôn nhá. Đây, và anh em thể nhìn cái vết em vừa đốt đây. Hầu như là nó sẽ đấy, bỏng ở tay nhưng mà nó không bị biến dạng. Đấy, vỏ của nó tương tự như cái dây quân sự của Nhật đấy anh em. Nó là vỏ teflon. Và bây giờ sẽ tuốt luôn cho anh em nhìn cái lớp vỏ. Cái sờ vẫn ấm đây này. Đây, tuốt luôn cho anh em nhìn cái lớp cái lớp bên ngoài của nó. Rồi em sẽ sâu cho anh em nhìn. Đấy. Đây là cái cốt dây anh em nhé. Đây là cái cốt dây. Và cái mẫu dây Kimber đợt này về nó sẽ to gấp đôi cái bản cũ. Cái bản cũ thì nó nhỏ hơn một nửa. Ôi giời, đấy là có khứa rồi anh em nhé. Khứa rồi mà nó vẫn còn rất là dai này. Em thấy không ạ? Em sẽ phải đặt xuống đất, em bóc tách cho anh em nhìn. Đây ạ. Đây em thấy không ạ? Vỏ nó rất là dai. Cái vỏ này mà chuột mà nó gặm có khi còn hết năm. Anh em thấy cái vỏ này, lớp vỏ này. Khi mà đốt xong thì anh em thể thấy đây là lớp vỏ nó rất là dai, nó rất là cứng. Đấy. Nhưng mà dây rất là mềm. Dây rất là mềm luôn. Dây này nó thuộc dạng dây quân sự đấy anh em. Nhưng mà đây được gọi là dây Kimber anh em nhé. Đây, bên trong của nó sẽ có thêm có một cái lớp chống nhiễu. Dây tín hiệu chắc chắn là phải có lớp chống nhiễu rồi, đúng không ạ? Đây, bên trong có hai lõi. Và em sẽ cho anh em nhìn cái lõi này mới ăn tiền này. Cái lõi này mới ăn tiền. Đây. Đây, anh em nhìn này, lõi của nó này. Bạc trắng luôn anh em ạ. Và đây là cái dây này lên 3 giải luôn em nhé. Nó là lõi bạc, cái tỷ lệ bạc của cái dây này nó sẽ nhiều hơn. Nếu mà đây mà là tỷ lệ đồng nhiều hơn thì dây nó rất là mềm. Nhưng mà đây sẽ là nó cứng. Đấy. Anh em nhìn nó giống bạc cực kỳ luôn. Cái tỷ lệ bạc, cái gì mạ bạc của nó rất là cao. Cái tỷ lệ bạc của nó rất là cao. Nó khác dây Nhật anh em nhé. Dây Nhật là tỷ lệ đồng sẽ nhiều hơn nên là nó sẽ lợi giải cao. Còn cái dây này của Kimber Cap này thì nó sẽ lên được cho anh em 3 giải luôn. Lõi đồng mặt bạc này. Nhìn đẹp không? Lớp chống nhiễu luôn, cũng đẹp. Đây, hai đầu này. Em nhìn. Lõi rất là to, lõi tầm 1 ly anh em nhé. Lõi tầm 1 ly. Đấy, dây tín hiệu mà lõi gần bằng dây loa rồi anh em ạ. Dây tín hiệu mà lõi được bằng gần bằng dây loa rồi. Vì cái vỏ này anh em thì thấy cái vỏ này nó ôm vào cái lõi nên là anh em cảm thấy cái vỏ này nó vẫn so vẫn là nhỏ đúng không ạ? Nhưng mà nó to hơn rất là nhiều đấy. To gấp đôi cái dây cũ, chứ em lên cho anh em về giá 400.000 đấy ạ. Còn cái bản to này thì thực chất thì nó chỉ nhìn em để cho anh em và bác nhìn hơn có 100.000 đồng thôi. Nhưng cái bản dây Kimber của Mỹ này, giáp Kimber luôn anh em nhé, có mức giá là 500.000 đồng một bộ. Đấy, nhìn hơn có 100.000 thôi. Trước bản nhỏ em đã bán 400 rồi. Trước bản nhỏ, nhỏ một nửa cái này em đã bán 400 rồi. Đấy, nhưng mà đợt này về bản to phát phải lên ngay cho anh em, không nó lại hết mất. Cái dây này thì em hết hàng rất là nhanh. Mà anh em rất nhiều anh em đã mua và trải nghiệm. Đấy, để mà nói cái phản hồi rất là tích cực anh em nhé. Đấy, con này thì lên cả 3 giải cho anh em luôn. Cả giải trung âm và giải cao và giải bát của nó cũng lên luôn. Đấy, một cái mẫu dây chơi có thể chơi hai em rất là hợp lý. Anh em có thể cân được mọi cái dàn nhạc từ nhạc sàn, nhạc bốc, nhạc rumba hay là anh em chơi nhạc bolero, nhạc trữ tình, nó đều có thể cải thiện được chất âm chi tiết, độ chống nhiễu tốt và cái độ truyền tải tín hiệu rất là ổn định anh em nhé. Nó không bao giờ bị ù, bị xè hay là bị rè tín hiệu khi anh em chơi những cái mẫu dây Kimber xịn này.
Đấy. Đây là dây bãi, 100%. Đấy, ngoài ra thì hôm nay thì mẫu dây này thì em đã từng lên cho anh em rồi. Thì dây AV thì nó đã quá quen thuộc với anh em rồi. Hôm nay thì lên cho anh em thêm cả những mẫu dây Canon đực cái. Canon đực cái. Đấy. Các nút chích luôn anh em nhá. Nút chích xịn. Đấy. Đây, Canon đực và Canon cái của Kimber Cap. Giá là 500.000 đồng một bộ này, bằng giá với dây AV. Đấy. Hai anh em và các bác nào cần xịn hơn, về cái giáp thì em cũng có đây cái dòng mà đây. Dòng AV Kimber giáp Canon carbon anh em nhé. Đấy, có mức giá là 1.200.000 đồng. Đấy, 1.200.000 đồng cho cặp dây Canon. Đây em thấy. Đây là bộ test đôi anh em ạ. Đây bộ test đôi. Đấy, nó sẽ như thế này, anh em thể nhìn này. Một sợi như thế này. Bình thường sẽ là chỉ làm được một cặp thôi. Bình thường của nó là sợi đơn như thế này đúng không ạ? Nhưng mà sợi này nó là sợi đôi. Hai sợi mới được vào một sắp anh em nhé. Đấy, sợi này thì nó rất là cao cấp rồi. Anh em và các bác nào cần loại to, sợi này tuyệt vời luôn. Đây, test đôi vào anh em nhìn này. Một cặp này giá là 1.200.000 đồng anh em nhé. Đây. Còn anh em và các bác nào mua dây rời thì em cũng có. 1 mét dây tín hiệu của Kimber này có mức giá là 200.000 đồng. Nó tương đương với cả cái dòng Macintosh của Mỹ đấy anh em ạ. Nó xịn ngang như thế luôn. Mà anh em nghe anh em dây Macintosh để lên cho anh em rất là nhiều rồi. Dây là tương tự như thế. Nhiều lúc đây này cái giải cao của nó còn nhỉnh hơn cái dây Macintosh. Đấy vì nó là lõi mạ bạc luôn. Dây Macintosh thì anh em có thể nhìn thấy nó to hơn dây này đúng không ạ? Nhưng mà thực chất thì chất âm của hai dây này nó cũng 19-10. Đấy, giá thành bằng nhau. Dây này nhiều lúc nó còn hiếm hơn cái dây Macintosh. Dây này về bên em còn về được không về được. Nhiều lúc bên em mà không về được cái mẫu dây Kimber Cap của Mỹ này. Đấy, nếu mà anh em và các bác muốn đầu tư lâu dài, chơi hay lâu dài thì anh em chơi cái dòng dây Kimber này rất là hợp lý. Đấy, dây Kimber test đôi anh em nhá. Mã test đôi, không phải test đơn đâu. Đây là test đơn này anh em này. Đây là mẫu dây test đơn. À, anh em thấy không ạ? Đây, đây là một sợi này, còn đây là hai sợi test vào nhau. Đấy, anh em thấy sự khác biệt chưa? Và vừa lại đây là vừa lại em lên cho anh em là đây là một sợi đơn mà nó đã gồm hai lõi như này rồi. Đấy, đây là có 4 sợi. Đấy, nó ăn nhau ở cái đấy nhưng mà nó xịn hơn ở cái đấy đấy anh em. Mà test theo đúng mẫu Kimber luôn. Rất là đẹp. Anh em thấy đẹp không? Giác Canon cũng đẹp. Canon này là Canon carbon anh em nhé. Còn anh em nào muốn chơi bản đơn thì em cũng có đây. Trên bản đơn thì em cũng có. Đấy, nếu mà anh em mà các bác nào mà muốn tiết kiệm chi phí hơn, anh em nào vừa túi tiền hơn thì anh em thể chơi dòng Canon này cũng được. Đây là mẫu dây đơn này, có mức giá là 500.000 đồng một bộ này. Đấy. À đây, hôm nay còn thêm có thêm cả mẫu dây 6 ly stereo. Đấy. 6 ly, hai đầu 6 ly anh em nhé. Có mức giá là 450.000 đồng một sợi. 450 anh em ạ. Đó. Ok. Đấy. Đây Kimber. Giác thì là giác của Hitachi rồi, anh em thấy ở đây. Giác Hitachi anh em nhé. Đó, ok. Anh em và các bác nào mà quan tâm đến cái mẫu dây Kimber của Mỹ này, liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio để có thể trải nghiệm và đặt hàng. Số điện thoại thì em có ghi ở ngay trên màn hình rồi. Đấy. Minh Nhật Audio và kèm theo số điện thoại. Cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo. Gọi quá đẹp luôn anh em ạ.